Video này chào mấy bác nha. Có hành khách đặt của em hai con Robin thì giờ em đã hoàn thành nha. Đó, test máy lên cho hành khách coi, một con ở Phú Yên, một con ở Cà Rồng Năng. Và có T170 hồi tối hôm qua em hoàn thiện á. Thì sáng sớm nay có một anh khách cũng chuyển tiền nốt cho em thì cho anh coi nốt tình trạng của máy thì bao rin hết cho anh nha. Máy rất là đẹp, yên tâm. Em vừa dọn dẹp xong, sạch sẽ hết. Đấy. Vừa dọn xong cái tem này bay mất rồi. Và con 345 này cũng đi Hà Nội luôn, cũng có một anh khách chốt luôn rồi. Là ba con, bốn con. Đó, chuẩn bị con 253 cũng có người chốt luôn. Rồi, bây giờ em sẽ thử máy từng con nha. Cái chỗ này thì không cần phải thử luôn, hôm qua đã có video test rồi đấy. Nổ từng tiếng. Khách chốt rồi nha, một con. Rồi, đến con T170. Rồi, giữ im rồi. À, nó nổ từng tiếng luôn nha. Đấy. Là hai cây nha. Anh ai gọi? Rồi đến cái số 3. Rồi cái số 3 nha. Rồi cái số 4. Rồi em có điện thoại nha. Rồi, ok, chốt bốn anh khách chốt. Là em gửi bốn con và con 253 kia cũng chuẩn bị có anh khách chốt nữa. Là năm con chuẩn bị gửi đi liền lúc đó. Mấy anh khách chuẩn bị tư thế nhận hàng nha. Rồi ok. Rồi em test lên rồi đó.